Hoàng gia Bỉ mở cửa nhà kính đa dạng bậc nhất châu Âu, VN Express. Hoàng gia Bỉ mở cửa nhà kính đa dạng bậc nhất châu Âu. Nhà kính Hoàng gia Bỉ nằm trong cung điện Laken chính thức mở cửa tiếp đón công chúng từ khắp nơi trên thế giới trong vòng 3 tuần, từ ngày 19 tháng 4 đến hết ngày mùng 10 trên năm với hàng nghìn loài thực vật sinh sống. Đây được xem là một trong những khu phức hợp thực vật đa dạng nhất châu Âu. Nhà kính hơn 100 năm tuổi được xây dựng từ triều đại vua Leopold I, 1865 1909 vị quốc vương được nhớ đến với việc thành lập và khai thác nhà nước tự do Congo với tư cách đầu tư cá nhân. Công trình do kiến trúc sư Alphonse Balat thiết kế mất tới hơn 12 năm để hoàn thiện. Tổng diện tích sàn của khu phức hợp rộng tới 2,5 hecta. Nhà kính hoàng gia bị sở hữu bộ sưu tập thực vật rất nổi tiếng, đặc biệt là các loài hoa thơm như phong lữ, đô quyền, cẩm tú cầu hay hoa trà. Năm 1909, khi vua Leopold I qua đời, có tới 314 loài hoa trà trong bộ sưu tập hoàng gia với hơn 1.000 cây. Đây là bộ sưu tập hoa trà trong nhà kính lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Dù hạn chế du khách và chỉ mở của trong một thời gian ngắn, nhà kính Hoàng gia Bỉ vẫn thu hút khoảng 100.000 khách tham quan mỗi năm. Tiền thu được từ vé vào cổng sẽ được sử dụng để tu sửa nhà kính hoặc chuyển tới quỹ viện trợ của nữ hoàng. Đoàn Dương, theo AFP.